Từ thành phố Hồ Chí Minh trải qua 6 giờ bay, các thành viên đã có thể đến với vùng đất Kansai phía tây Nhật Bản. Khu vực này bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga. Đây cũng chính là điểm đến của chương trình du lịch kỳ thú lần này. Nói đến Nhật Bản, người ta thường hay nói đến kimono. Kimono không đơn thuần là trang phục truyền thống, mà còn được xem là một tác phẩm nghệ thuật. Người Nhật đã sử dụng kimono trong vài trăm năm. Dĩ nhiên, Mây và Lan Trinh cũng không thể bỏ qua điều đó. Nè. Hai người đã đến tiệm cho thuê kimono, nơi mà các bạn đến chính là tiệm Yume Yakata, nằm trên đường Gonzo. Hai người bạn của chúng ta có thể lựa chọn kiểu kimono mà mình thích trong số hơn 500 bộ có trong tiệm. Đủ kiểu dáng và màu sắc mà cái nào cũng dễ thương. Biết chọn thế nào đây? My name is Siska, nice to meet you. Is there difference between woman, married woman and young woman kimono? So there's a difference between unmarried woman and married woman kimonos. Unmarried woman kimono is over here. This is called furisode. Furisode. Yes. For unmarried. Yeah. The difference is so this is the long sleeve. Long one, and the normal is short. It's over here. Yeah. So later, can you teach us how to wear a kimono? Yeah, of course. And how to work in a kimono? Yes, also? Of course. Yeah. And how to work like a samurai? Arigato gozaimasu. Yes, maybe you can choose first. Okay, yeah. Thank you. Thích quá các bạn ơi, đây là trải nghiệm mấy cô rất là mong chờ khi đến với đất nước Nhật Bản. Miko sẽ chọn bộ kimono mà mình thích trong số rất nhiều những bộ kimono ở đây. Không biết cô ấy sẽ chọn bộ nào nhỉ? The sharp color? Yes. Mây cũng đã chọn được bộ kimono hợp với mình. Sau đó, các bạn sẽ chọn dây obi mà mình thích. Giờ nhân viên sẽ giúp mặc kimono cho các bạn. Kimono cho nữ có đến 8 loại và cách mặc vô cùng phức tạp. Mặc xong kimono là tới giai đoạn làm tóc. Khách hàng sẽ nhìn vào cuốn catalog và chọn kiểu tóc mà mình thích. Và đây là kết quả sau 15 phút thay đổi ngoại hình. Miko đẹp quá. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, nhìn lạ hẳn luôn á. Nhìn Mây cũng phong độ lên biết là bao nhiêu. Mà ai lựa cho Mây mà bộ này đẹp á? Phải Mây lựa trời, không? Tự Mây lựa đó. Thiệt không? Thiệt. À, có sự tư vấn của dì ấy. Wow. Mà mình có thể lấy cái này ra được không? Lấy ra rồi nhưng mà... Xấu trai. Nhưng mà nếu mà lấy ra thì... Thôi chịu đựng một chút để mình chụp hình đi. Bởi vì bây giờ thì Mây và Miko sẽ được chụp hình studio. Ở tiệm Yume Yakata, sau khi mặc kimono xong, khách có thể chụp ảnh ngay tại studio. Ông công nhận Mây cỡ bất kỳ là con cũng được. Rõ ràng mà. Là đâu vậy? Cánh cổng này mình nhìn thấy quen lắm nè. Trong phim ảnh về Nhật thấy những thì cánh cổng như thế này rất nhiều. Thì không? Thiệt. Do you know where it is? So this place is called Fushiminari. Fushiminari. Yes. Oh. And you can see a lot of this one. This is called Tori. 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 Yeah. Tori. The orange Tori. It's a gate or something? Yeah, it's gate. Yes. Oh, let's see. Bây giờ tụi mình là người Nhật rồi đó. Tướng Lan Trinh đi kìa. Ngại quá. Khắp nơi đến đây. Vậy là hai bạn đã đi đến đền Fushiminari. Fushiminari này là một điểm đến tham quan được du khách nước ngoài yêu thích nhất ở Nhật Bản. Mây, thấy cái gì kìa? Hai bức tượng này. Đây là một con cáo. Loài cáo trong văn hóa truyền thống Nhật Bản tượng trưng cho vị thần bảo vệ mùa màng tươi tốt, bội thu gọi là Inari. You Japanese? You too? Yes. No, I'm Vietnamese. Yeah.
Oui, oui, Vietnamese. Vietnamese. Oh. Wedding? Huh? Wedding. say hi to Vietnam. Xin chào. Xin chào. Xin chào. One, two, three. Ôi ơi, Mây ơi, chụp hình đẹp quá Mây. Ổn định. Hai chồng đi phải nắm tay nhau chứ. Cầu kìa. Trời ơi, hai tụi cưới nhau rồi đó. Để hoàn thành được nhiệm vụ, các bạn phải vào sâu hơn bên trong. Mây và Miko đã đi đến nơi có hàng ngàn cổng Tori. Con đường được nối bởi vô số cánh cổng Tori. Wow, ở đây là chia làm hai nè em. Hai lối và số cổng dày đặc hẳn luôn. Và nhỏ hơn ha. Rồi rồi, selfie, selfie. Một, hai, ba, cười. Những chiếc cổng Tori ở Fessiminari được rất nhiều cá nhân và công ty quyên tặng. Vậy cổng Tori lớn nhất có thể được quyên tặng có giá trị bao nhiêu? Bây giờ người ta hỏi mình là cái cổng lớn nhất giá trị nó là bao nhiêu? Nếu vậy là nhiều lắm à nha. Chị đoán là phải bạc tỷ. Tỷ? Ờ, tỷ là cổng gỗ thôi mà. Không, mình phải tính là cái gỗ đó là gỗ gì nữa. Chẳng hạn là gỗ thông, nó sẽ rẻ. Nhưng mà em nhớ đây là người ta đố mình là cái cổng mà đắt tiền nhất, cái giá trị mắc nhất ở trong cái khu đó. Rồi, ra chưa nhiêu? Em đếm nha. Đếm hoài. Chị đoán là khoảng 500 triệu tiền Việt Nam là 2 triệu rưỡi yên. Đúng rồi. Thống nhất chưa? Thống nhất. Bắt tay. 500 triệu là em thấy hơi ít đó nha. Thôi tôi bắt tay rồi. Không biết. Đừng chơi chiêu lừa. Đừng chơi chiêu lừa. Anh chị chắc chưa? Trời. Đáp án liền. Câu trả lời là 1.302.000 yên. Tính theo tiền Việt Nam là khoảng 238 triệu Việt Nam đồng. Gấp đôi, gấp đôi. Không sao, mình ngồi đây. Mình ngồi trong một cái xó như thế này. Một cái chỗ mà đầy cái như vật liệu như thế này mà mình còn đoán có thể trúng trúng được. Coi như mình ít ngồi đáy giếng. Đúng rồi. Đâu có trúng trúng gì đâu. Đoán gấp đôi giá mà đòi nói trúng nào đúng. Chúng tôi ra được tới bầu trời rồi, quý vị sẽ biết cái giá trị của chúng tôi nhưng nha. Nhưng mà anh chị cũng đi đồng hành cùng tụi em qua màn hình rồi mà. Đáng lẽ cũng phải biết như tụi em mới đúng. Mày khát nước rồi đó. Ở đây có bánh kem nè. Ê. Nhiệm vụ. Thập diện mai phục. Hả? Sao tự nhớ tới phim liền vậy? Excuse me. Do you know this place? Do you know the bamboo? Arashiyama. Arashiyama. Da. Arashiyama. Arigatou gozaimasu. Okay. Arigatou.